Về tình hình thời tiết, hôm nay miền Bắc và miền Trung tiếp tục nóng lên, cục bộ có nắng nóng. Những điểm nắng nóng sẽ tập trung ở vùng núi Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất 35 độ, còn lại các nơi khác ở miền Bắc và miền Trung phổ biến 31 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng giảm mưa và nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều.